Tiểu sử cây ICM Cây ICM là ai? Cây ICM là nam nhạc công hòa âm phối khí, có khả năng biến organ thành nhiều loại nhạc khác nhau như DJ, đàn tranh, sáo. Xuất phát điểm chỉ từ niềm đam mê âm nhạc, hiện tại cây ICM đã trở thành một nghệ sĩ thực thụ trong vai trò producer. Nhạc công chuyên nghiệp với thành công của các bài hát như Buồn của Anh, Em Đã Từng, Hồng Nhan, Bạc Phận, Sao Em Vô Tình. Tiểu sử cây ICM Tên thật Nguyễn Bảo Khánh Nghệ danh cây ICM ngày sinh 12 tháng 7 năm 1999X. Nam sinh thật của nam nhạc công này hiện tại vẫn đang khiến cộng đồng băn khoăn. Từng xuất hiện trên sóng truyền hình bữa trưa vui vẻ, khi được hỏi sinh năm bao nhiêu thì anh đã trả lời mình sinh năm 1995, nhưng ở một chương trình khác anh lại trả lời mình sinh năm 1999. Nhưng không biết đây là sự nhầm lẫn hay anh chẳng muốn giấu tuổi thật để được mang danh tuổi trẻ tài cao. Quê quán Sóc Trăng, Việt Nam Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, từ nhỏ anh đã nghe ba chơi đàn, guitar, anh hai chơi sáo, anh ba chơi trống nhưng thời điểm đó Bảo Khánh chỉ thích hát thôi. Cho đến năm 7 tuổi, anh mới bắt đầu chơi đàn. Và cũng từ đó, chơi đàn trở thành niềm đam mê lớn của Khánh. Khoảng 12 tuổi thì cây ICM đã được cùng các anh của mình đi biểu diễn, chơi đàn ở các đám cưới để trau dồi kinh nghiệm. Tuổi trẻ sống với đam mê, cùng những lời động viên của bố mẹ, cộng hưởng với sự trỗi dậy của mạng xã hội, Bảo Khánh bắt đầu live stream, chơi đàn để vừa là thỏa đam mê, vừa là để mọi người biết đến anh nhiều hơn. Năm 17 tuổi, Bảo Khánh đã bắt đầu trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội khi livestream liên tục trong gần 2 tiếng đồng hồ với 603.000 lượt xem, hơn 14.000 lượt chia sẻ cùng hơn 50.000 bình luận. Với khả năng chơi đàn organ chuyên nghiệp thì Khánh thường xuyên gây bão khi cover các bản nhạc hot trên thị trường. Thời điểm ấy, Thánh chơi đàn không những phủ sóng dày đặc trên mạng xã hội Facebook, mà tài năng của anh còn được rất nhiều khán giả biết đến thông qua chương trình bữa trưa vui vẻ trên sóng VTV6 và người bí ẩn trên HTV7. Vì khát khao mong trở thành người nổi tiếng, Bảo Khánh nhanh chóng định hình sự nghiệp của mình. Đầu tiên anh lấy nghệ danh KICM, trong đó K là viết tắt của tên Khánh và ICM chính là tên công ty mà Khánh hiện đang là người đại diện cả về hình ảnh và mọi thứ. Sau đó, Bảo Khánh nổ phát súng đầu tiên khi tung ra sản phẩm buồn của anh kết hợp với Masiu và Dazi. Buồn của anh đặc biệt ở phần phối khí, Lời bài hát dễ nghe, nhanh chóng giữ top 3 trending YouTube sau một tuần ra mắt, đồng thời sản phẩm nằm trong top 10 bài hát có xu hướng tìm kiếm nổi bật nhất năm 2018. Sự thành công của bài hát là bước ngoặt lớn, đánh dấu cây ICM chính thức bước vào con đường hoạt động nghệ thuật như một người nghệ sĩ. Kết hợp với rách phá đảo Vipop với hit hồng nhan bạc phận, cây ICM biết đến rách khi hoạt động trong nhóm dây ba ở Sóc Trăng. Anh Đắc có ấn tượng khi nghe bài về bên anh của Jack, nhưng chỉ đến khi nghe được bài Hồng Nhan thì KICM mới quyết định nhắn tin để được phép remix lại bài hát. Sau lần gặp đầu tiên ở Sóc Trăng thì tìm thấy sự đồng điệu và hòa hợp trong âm nhạc mà cả hai đã phá đảo v với Hồng Nhan được làm lại, hit bạc phận và sau so em vô tình. Với giọng ca của Jack, ca khúc bạc phận nhanh chóng đạt được 300.000 lượt xem chỉ sau 2 tiếng phát hành. Giữa dòng nhạc EDM, ballad đã quá đội quen thuộc trên thị trường âm nhạc hiện tại thì một bài hát có chứa âm hưởng nhạc dân tộc hiện đại lạ lẫm, lập tức thu hút người nghe. Đặc biệt, điểm tạo nên thành công của Bạc Phận chính là ca từ dễ nghe, giai điệu quen thuộc, câu chuyện gần gũi và chân thật. Vậy là KICM từ một thánh chơi đàn trở thành producer chuyên nghiệp với một loạt hit đình đám và nhờ đó anh dần dần định hình được tên tuổi của mình trong lòng người hâm mộ. Sau chiến thắng của Hồng Nhan, Bạc Phận, KICM quyết định sản xuất một bản ballad nhẹ nhàng, sau em vô tình. Bắt được thị hiếu khán giả, cùng với tài năng của KICM và Jack, sao em vô tình nhanh chóng nắm giữ top 1 trending của YouTube chỉ sau 17 tiếng phát hành. Sau thành công của bạc vận, KICM và Jack tiếp tục gây bão với hít sóng gió với những hé lộ tình tiết vô cùng thú vị, dự kiến ra mắt vào ngày 12 tháng 7 năm 2019, nhân ngày sinh nhật KICM, cũng là MV đánh dấu sự trở lại của cặp đôi KICM và Jack sau sau em vô tình. Không phụ lòng người hâm mộ, sóng gió vừa ra mắt đã lập tức đạt 185.000 lượt xem, Đứng thứ hai Vpop sau hãy chào cho anh Sơn Tùng MTP. Không chỉ dừng lại ở đó, sóng gió còn giữ top 1 trending YouTube trong suốt một khoảng thời gian dài. Chưa hạ nhiệt, bộ đôi cây ICM và Jack lại tiếp tục nhà hàng phim ngắn sóng gió hồi kết. Lần này, sản phẩm của bộ đôi chính thức phá đảo lập kỷ lục với lượt công chiếu YouTube hơn 677.000 người xem. Sóng gió không chỉ là tên một bài hát mà nó đã vận vào chính số phận của Jack và cây ICM. Đi qua bao thị phi không đáng có, hai ngôi sao Jack và cây Acm vẫn đang oằn mình tỏa sáng trong thế giới showbiz, có lớp vỏ hào nhoáng đầy sang trọng. Ngôi sao ấy nhỏ nhoi vẫn len lỏi chiếu sáng trên bầu trời. Hai con người, hai cá tính, nhưng tình yêu dành cho âm nhạc là vô cùng to lớn. Vì lẽ đó, Jack và cây Acm đánh đổi đến chảy ra chóc vậy, giữ vững đôi chân mình trên mặt đất cũng chỉ vì một lý do, công hiến cho nền âm nhạc nước nhà từ bóng tối bước ra ánh sáng, từ vùng trũng ao làng bước ra thế giới, có không ít điều khiến người ta khó có thể kiềm lòng trước hào quang trước thế giới mới mẻ. Trách từ một ca sĩ underground trở thành hiện tượng mạng rồi vụt sáng trong thế giới showbiz cùng kẻ đánh đàn trên mạng, hai người nắm tay nhau đánh cược để bước vào thế giới mới. Liệu tiếp theo đây hai anh sẽ vượt qua bão dư luận như thế nào? Tiếp tục bóc phốt nhau thì người tổn thương cuối cùng là ai?